Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao đã chia sẻ về vấn đề liên quan tới đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đang được quan tâm thời gian qua. Cụ thể, ông Đặng Hà Việt trao đổi với báo chí trong ngày 6 tháng 10 và khẳng định ngành thể thao đang làm việc về đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Chúng tôi tin vụ việc vừa qua là lời cảnh tỉnh với người quản lý làm công tác huấn luyện nhưng lại không dành sự quan tâm cho các em vận động viên, bỏ qua các vấn đề về đời sống của các em. Ông Đặng Hà Việt cũng cho biết, ngành thể thao sẽ tiến hành kiểm tra công tác quản lý đối với các đội tuyển thể thao đang tập huấn tại các điểm tập và tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia trên cả nước. Vừa qua, sự việc về vấn đề dinh dưỡng, bữa ăn dành cho vận động viên của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia ở thời điểm tập luyện tại điểm tập ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình thuộc khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được công luận phản ánh. Từ đó, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Cục Thể dục Thể thao đã tiến hành kiểm tra về công tác quản lý của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Từ ngày 4 tháng 10, đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đã được đưa về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội tập luyện và được ăn ở tại đây. Ngoài ra, Cục Thể dục Thể thao đã ra quyết định thay đổi thành viên ban huấn luyện và thôi không công tác huấn luyện đối với huấn luyện viên Bùi Xuân Hà. Nhiệm vụ huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đã được giao cho ban huấn luyện mới, gồm các ông Vũ Văn Trung và Vũ Đình Tuấn.